Hồi đi ra là đi ra đường đó luôn đó. Hết hồ. À, Bùi Hồ đang đứng thẳng lưng này lên nè cô bác quý anh chị. Và ở trên kia nó còn một khoảng nữa thì nó sâu lên đến miệng trên kia. Đó. Thì ba cái rễ cây đó cũng nhiều, rồi cũng như tính đang đem về để chậm ở bên sông ngang bên đây. Đào cái đem về cái còn một bơ xuồng cỡ khoảng còn cây số nữa. Ở còn 100 mét nữa là chiếc xuồng nó quay vòng tròn hoài vô bờ không được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây để quay cho cô bác xem về một cái những cái chiêm ngưỡng, những cái cây bằng lăng có tuổi đời khoảng vài trăm năm. Và đây là một cái ngôi miếu. Ở đây thì miếu này có tên là miếu bằng lăng. Ở đằng sau miếu bằng lăng này thì có ba cây mà được nhà nước công nhận là cây di sản Việt Nam. Theo tìm hiểu một số thông tin á, thì Bùi Hồ được chia sẻ của rất là nhiều người. Và hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây. Và đây là cây bằng lăng thứ nhất. Bên đây là cây bằng lăng thứ hai. Bên kia là cây bằng lăng thứ ba. Thì được gọi là di sản nên người ta đã lập một cái hàng rào để bảo vệ cho cây. Hôm nay đến đây Bùi Hồ cũng quay cận cảnh về cây cho cô bác quý anh chị xem. Đồng thời là nghe người dân ở đây, người ta nói về cái cây bằng lăng, nó có lịch sử như thế nào và những câu chuyện tâm linh xung quanh nó. Và đây là cái một cái bảng để công nhận cây di sản Việt Nam đó. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ chắc phải qua bên đây mới quay được cho cô bác xem. Ở đây có một cái hàng rào ở đây nè. Hàng rào này thì cái cánh cửa này là bị khóa. Tạm thời bây giờ mình qua bên đây. Có bậc. Dạ con chào bà. Dạ. Con leo vô đây được hả bà? Dạ được. Dạ. Không, vô đây. Có gì đâu. Dạ. Leo vô đây nè, thích lang thang. Cái cây này thì nó rất là già nên thành thử ra là về cái phần vỏ nó bị sần sùi và chúng ta thấy giống như là bị mục rồi đó, rỗng. Và trên cái thân cây đó chúng ta sẽ thấy, cô bác sẽ thấy được đây là cái phần của cây sộp, không phải cây giống như là một cái cây xanh nó bám vô chứ không phải là một cây. Còn cái thân cây bằng lăng thì nó bự như thế này đó. Nghe mọi người đồn đoán rằng là ở trong này có thể vô đây 3-4 người ở trong này luôn. Chục người luôn á. À? Chục người luôn. Quá đẹp đó cậu. Dạ. Rồi sao? Có ai vô đây không bà? Có, ta cũng có vô giếng vậy. Ở trong này? Dạ. Ồ, có một cái ở giữa thân cây là nó bọng đi lên. Lên, bọng lên. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi đường nào? Chung vô lỗ chứ mới đi vậy. Dạ. Đây, có một cái lỗ đây. Cái lỗ bên đây hả bà? À, này bây giờ em vô trước đi. Đây là Hữu Tài TV hả? Hữu Tài TV. Ừ, em vô trước đi Tài. Lúc cái đầu ra Tài. À, nà, phải nằm xuống chui cái đó. Chui cái mình qua. Để sao? Hả? Nè nè nè. Nè bây giờ em cầm cái máy giùm anh quay ra giùm anh đấy. Ồ, cái cây bằng lăng quá trời lớn. Ây da. Được rồi. Hồi đi ra là đi ra đường đó luôn đó. Hết hồn. Ê được rồi, quay lên cái cây đi. Ây da. Trời. Này đứng lên được luôn á. Có một cái thước phim như thế này là cũng kỳ công. Ông gọi đèn pin lên đây. Ê mệt cô bác anh chị. Ôi da, trên này thì nó tối. Đây. Chưa tí xíu đi. À, ở trên cái phần ở trong đặc biệt là cái thân cây ở trong á. Cái thân cây ở trong nó bọng. Ở trong đây ngồi được 4-5 người luôn á. Và cái ánh sáng này nó có thể lọt qua bên đây ha Tài ha. Đây nè cưng. Đúng không?
được cái này đứng lên đi ra đường này được không ta? Cái phần đó nó cây kia phần đó nó bị bọng rồi. À đây nè cô bác của anh chị, nó cũng đủ ánh sáng nhưng mà tại cái máy quay á, những cái cây phần thân ở trong này nó bị mục hay tay, nên thành thử giống như một cái nhũ ha. Nè này cưng cầm máy quay, cưng quay của cưng đi. À không đâu, chỗ đây mát lắm, mở led lên luôn. Ừ để anh mở đèn lên đó. Không không, để cái bọng này nó lên đến cái phần kia là khoảng 2 mét. Tài cưng có thể đứng lên được không? Được. Đâu cưng đứng lên thử xem mày. Mày dính dáng nhỏ rồi. Không không sao. Nè. Ôi trên này còn cao lắm. Vậy hả? Ừ. Ồ rất xa phải không? Nó còn tuốt lên được thêm một người nữa. À chiều cao nó khoảng 3 mét không cưng? Này ha, đây lên đó khoảng 4 gấp đôi ba hai người em á, là em cao 1m6 khoảng 3 mét. À còn rút lên trển nữa anh ơi. Ồ quá kỳ biết đó cái bậc cây. Rồi bây giờ cưng bước xuống đi, đây là vòng quanh cái thân cây. Ôi anh hồ sao nó có cái rễ xuống đây anh hồ? Cái này là một cái cây khác nó bám vô phải không? À nó bám vô cái thân cây á này đó. Những cái đường mà nó mục á anh nữ là nó giống như là một cái nhũ á. À, Bùi Hồ đang đứng thẳng lưng lên nè cô bác của anh chị, và ở trên kia nó còn một khoảng nữa thì nó sâu lên đến miệng trên kia đó đó. Có thể ở wow. Trong này wow, bên đây có một cái hang nữa anh Hồ ơi. Ồ phát hiện ở đây có, ở đây có một cái hang riêng nữa nè. Nhưng mà cái hang này đứng không được. Đúng được, không? Được. Cái hang này lắng lứt. Cái gì mà lắng lứt nè. Đó. Nè. Lắng lứt đây nè. Chắc có con người chạy lên chạy xuống ngang đi nè. Thấy sao anh? Sao lắng lứt vậy? Ở đây thì ở trong cái này nó có mấy lối ra. Mấy lối ra đây này? 1. Bên đây nữa nè. 2. 3. 3 lối ra nhưng mà ra. Điều đặc biệt là cái lối ra này nó rất là êm. Đó. Ừ. Ừ. Ồ ở trong này cái lỗ này là cũng là cái lỗ ga nhưng mà cái cây ở trên nó mọc xuống rồi. Ừ. Nè. Đúng rồi. Ở trong này nhìn ra nè. Cô bác của anh chị. À, dạ thì để biết sự tích về cái cây bằng lăng khoảng 300 năm tuổi thì hôm nay Bùi Hồ sẽ vào đây là một cái ngôi miếu để hỏi về sự tích cây bằng lăng. Tụi con với lại anh Hớn với lại bằng Tài hôm nay có vô miếu của mình đúng không Tư? Tại vì con nghe biết cây bằng lăng ở sau miếu của mình, thì ông Tư có thể kể cho tụi con nghe về sự tích cây bằng lăng đó được không Tư? Được. Dạ. Thì nhân dịp hôm nay thì ngày 28 tháng 2, thì cũng như mấy chú được cái sự mà hỏi thì tôi biết tới đâu nói tới đó, thì cũng như nguồn cội ở ba cái cây bằng lăng khi ông bà tổ tiên mình về đây là cũng như chín đời cây nó đã có rồi mà không biết ai trồng hay là mọc, và là bằng lăng nước. Cái tuổi đời cái cây này khoảng bao nhiêu năm không Tư? Tuổi đời ba cây này thì nhà nước ở ngoài trung ương là công nhận là 315 năm. Dạ 315 năm. Cái cây này thì nó như giống như là một nhân chứng lịch sử, thì nó trải qua những cái cuộc chiến tranh đó ông Tư. Thì trong đó ông Tư có nghe nó những cái câu chuyện nào ly kỳ xung quanh cây bằng lăng nước này không Tư? Cái nói gì cái thời chiến tranh mà bom đạn Pháp thuộc với tới Mỹ đó, thì nơi đây là nơi căn cứ của cách mạng. Hồi xưa ông bà là cũng như là ở núp ở sau cái ba cây bằng lăng để hoạt động, cũng như 6 tháng khô 6 tháng nước, mà ở đây thì nói chung dừng dặm dữ lắm, thành ra ông bà dễ hoạt động cái căn cứ của ông bà cách mạng. Còn thấy ở một cái cây bằng lăng ở giữa nó có một cái giống như là một cái hang động, thì cái hang nó có lâu chưa, hay là sau này cái cây nó
cây bằng lăng này nó giống như là cái thân của nó giống bị khô nó mới có không tư? Cái bọng, cái thang cây chính giữa nó đã có từ lâu, sau khi mà địch phát giác thì ông bà chung vô đó ẩn chốt. Có một đợt đó thì địch chi quét thì ông bà vô đó trốn, rồi đâu mà có một cái đám mưa xuất hiện, rồi thành ra địch nó không có vô càn quét ở trong khu vực này. Rồi sau đó thì cái bà cô là Phan Thị Yết, là cũng như mẹ Việt Nam anh hùng, hoạt động ở đây. Sau khi đó, sau ngày về hoàn toàn miền Nam hoàn toàn giải phóng thì bà để tưởng nhớ cái công đức công lao cũng như bà Thiên Y Tiên Nương và nơi để chở che, rồi bà có tổ chức mướn đoàn hát về gửi lại cúng bà để phục vụ. Những cái câu chuyện mà tâm linh dân gian xung quanh cái cây bằng lăng này, ông Tư có biết những cái câu chuyện truyền miệng nào không Tư, mang hướng tâm linh đó? Thì nói chung á, thì ở đây thì mình cũng hậu sanh cũng như cô bác anh em á, là kể lại hồi xưa á, cũng như mấy vị mà giữ cao bò đó, thì tới đây cũng như bẻ bắp đồ nướng đốt thì lấy cái ba cái củ đó thì được, nhưng đem đi về nhà thì không được, ngoài ra không đem về nhà được. Khi mà cái người có người nào mà mạo phạm đem cái củi đó về nhà không thưa? Đem về có một cái đợt đào sau cái hậu miếu đó làm cái hồ sen thì ba cái rễ cây đó cũng nhiều, rồi cũng như tính đừng đem về để chậm ở bên sông ngang bên đây, đào cái đem về cái còn một bơi xuồng cỡ khoảng còn cây số nữa, ở còn 100 mét nữa là chiếc xuồng nó quay vòng tròn hoài vô bờ không được. Tôi hỏi chở cái gì ạ? Nó chở bằng lan, ba cây nhánh rễ bằng lan. Dạ. Thôi đôi đem về trả thì bán đi. Ồ. Nó đặt điểm là cũng như mình am hiểu lại những cái quá khứ, rồi những cái cô bác để thực hiện lại mình cũng có hiểu biết được cho phần nào để kể cho mấy chú nắm thêm. Dạ, con nghe nói là một số thông tin là cô bác nói là có một số người ở Sài Gòn xuống lấy hái lá bằng lăng không Tư, để mà đem về uống có không Tư, uống để trị bệnh đó. Cái thời gian đó thì gần đây thì khoảng 1895-96 thì cũng như bà con ở thành phố các nơi cũng là tin tưởng rồi thỉnh lá bằng lăng, cũng như bệnh mình cái bệnh gì đó nguyện rồi có thành tâm thì uống đều kết quả. Cái câu chuyện mà linh ứng gần đây nhất ở trong cái cây bằng lăng đó là gì ông Tư, Tư có nhớ không? Nó có đặc điểm cũng như cái cây bị dưới đó. Dạ. Khi mà muốn cái chú thợ cưa thì anh em cũng như là xin là đốn ba nhánh, rồi cái chú Út cũng nói thôi bây giờ còn một nhánh đó thì thôi đốn luôn đi. Như vậy là vừa ra thì ông nó đang bu đang rụi lại thì chú không dám đốt nữa. Mà trước đây là có ổ, ở đó có ổ ông không Tư? Khi cái đó thì mình không thấy, mà tới đó mà ông đâu xuất hiện là đang vô mình chú, là kể như là đang rụi chú không dám chờ tụt xuống không dám đốt nữa. Giống như có niềm báo rồi để được chờ đốt nữa không Tư? Dạ, con cảm ơn Tư rất là nhiều. Dạ. Con chào ông Tư, chúc Tư sức khỏe không Tư? Dạ. Rồi là chân thành biết chú, chúc mấy chú vuông tròn công việc ha. Dạ. Dạ, tôi con cảm ơn chú.